đi về cái được rồi trở lại. Bao nhiêu một bịch chị? 15. Bao nhiêu? 15. Bịch sinh ra đâu rồi? Sai rồi đó. Đang mang đũa hả? Mình có giàu không? Dạ. À, tên gì? Hả? Nhi. Nhi hả? Mình tên là Tyler. But she's 14. Hả? 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 Còn em tên là em mấy tuổi? 11 hả? She's 11. Tên gì? Đây là mẹ hả? Cháu hả? Picture? What? Có cái này là cái này hả? Có cái này nó không? À, ăn cái này không? À, có cái này. Cái này gọi là gì? Bánh tráng trộn. Bánh trộn hả? So cute. Nhi and tên gì? Hả? Hey. He hả? Nhi and he.